Chào mừng các bạn đã đến với Lớp Truyện Tranh. Shin cậu bé Bút Chì đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay là một tập đặc biệt vì chỉ toàn những câu chuyện về Bạch Tuyết mà thôi. Từ nỗi sợ tiêm phòng, nỗi buồn khi anh Shin suốt ngày quấn ra đi dạo và cả nỗi can đảm khi rơi vào những tình huống oái oăm, ví dụ như biến thành chiếc quần cho anh Shin mặc chẳng hạn. Các bạn nhớ đồng hành cùng Bạch Tuyết đáng yêu đến phút cuối nha. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Hoàng tử Bạch Tuyết. Một ngày đẹp trời nọ, Shin và Bạch Tuyết đang chơi trò đóng vai action camen và quân đoàn độc ác Meke Meke thì mẹ cu cậu vào nhà, đóng cửa rồi thậm thụt gì đó. Shin sợ hãi ra mặt, mẹ định làm gì tấm thân yếu đuối này chứ. Sau khi nghe mẹ thì thầm, cu cậu mới hét toáng lên, suýt nữa làm Bạch Tuyết phát hiện ra. Chuyện là đã đến lịch tiêm phòng định kỳ, dù cậu cún vẫn khỏe nhưng vẫn phải tiêm, kẻo dính bệnh dại thì thoang là cái chắc. Shin hiểu điều đó, cậu ghét bị ốm và cũng ghét bị tiêm luôn. Đừng lo, hôm qua buôn dưa lê mẹ đã phát hiện ra, ở khu phố mới mở một bệnh viện thú y, có rất nhiều tiện ích dành cho thú cưng. Mẹ cũng được tặng một thẻ giới thiệu trải nghiệm thử này. Ồ hay quá, có đồ chơi gì cho trẻ mẫu giáo không ạ? Cái này chỉ dành cho chó thôi ông ạ. Sau khi gửi Hima cho bác hàng xóm, mẹ dịu dàng gọi Bạch Tuyết ra ngoài đi dạo. Dường như cậu cún cảm thấy nguy hiểm nên cứ thu mình trong chuồng, kéo như nào cũng nhất quyết không chịu. Đúng là linh cảm của loài chó có khác, Bạch Tuyết định cắn mẹ để bỏ chạy. May mà Shin dùng chiêu action beam khiến cậu cún phải nhập vai. Arigato, Shin-chan. Cuối cùng cũng dụ được hắn lên ô tô. Ủa sao mà Shin lại ở đây? Thì ra cu cậu muốn chắc chắn xem bệnh viện thú y có trò gì cho trẻ mẫu giáo không. Đến nơi rồi đây, coi bộ tòa nhà này cũng đặc biệt ghê ha. Bên trong dán đầy hình chó mèo luôn. Bạch Tuyết vùng vẫy bỏ chạy, mẹ dẫm lên dây làm cậu đứng hình. Đã đi xa đến tận đây mà còn muốn về nữa hả? Cuộc sống này không bao giờ màu hồng đâu. Chấp nhận đi Bạch Tuyết ạ. Mẹ vừa than về số tiền bỏ ra để tiêm phòng, vừa kéo Bạch Tuyết vào trước ánh mắt của rất nhiều khách hàng. Eo ơi ngại nha. Việc đầu tiên cần làm là giới thiệu tên tuổi, món ăn yêu thích và rủ chị nhân viên có muốn đi hẹn hò với Shin không. Thôi tránh ra cho mẹ làm việc. Cậu ta còn định viết info của mình vào đơn đăng ký nữa chứ. Đến lúc bị chị gái từ chối phũ phàng thì bần thần một góc. Ngồi nghe mấy khách hàng chưa được gọi tên, nào là Margaret, Elizabeth, nhìn lại cái tên Bạch Tuyết mà thấy phèn ghê. À quên, chính Shin là người đặt cái tên này mà, ngẫm lại cũng thấy hay hay. Ngay khi mẹ đi vệ sinh, ông cháu đã chế ra một cái tên khác rồi chạy ra khoe với chị nhân viên. Trong lúc chờ đợi, Shin lục tìm đồ chơi nhưng chẳng có action camen, ở đây toàn đồ chơi cho chó thôi. Chương trình TV cũng thế. Cơ mà món ăn trông ngon nhỉ, Bạch Tuyết mà món ăn thì đợi đến mùa quýt bố Hiroshi được thăng chức nhá. Mẹ ngại quá, không cần nói mấy lời thừa thãi đâu Shin. Vì có tấm thẻ giới thiệu nên Bạch Tuyết được trải nghiệm tiện ích miễn phí, cậu thoải mái bơi lội dưới làn nước mát, ăn bánh kem ở trên bàn, vui đùa cùng đồng loại, nằm nghỉ ngơi có người phục vụ, sướng như vua chứ còn gì nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu, Bạch Tuyết đã bị gọi. Nằm trên bàn, trước mũi kim tiêm nhọn hoắt, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét vang tận mây xanh của cậu cún. Tập phim Ai sẽ đi dạo với Bạch Tuyết. Shin vừa đi học về, vội vàng thay quần áo rồi lấy dây xích hớn hở cùng Bạch Tuyết đi dạo. Mẹ và Hima khá bất ngờ trước sự thay đổi này đấy. Nghe anh Shin cứ gọi chị gái ơi ở miệng, nên cậu cún bắt đầu nghi ngờ. Quay về 10 phút trước, khi còn ở trên xe buýt, sau khi trêu chọc Kazama, Shin vô tình va phải một chị gái xinh đẹp đang dắt chó chạy bộ ngoài đường. Shin đến mức chấn động luôn, thế nên cậu mới phải vội vàng quay lại nè. Nhưng chán quá, chị gái đã đi đâu mất tiêu rồi. Đột nhiên có tiếng gọi của Maso. Ủa, nhà cậu ta chuyển qua đây từ bao giờ thế? Shin lúc nào cũng đãng trí thôi. Maso khoe mình vừa mua một bộ đồ chơi robot Kantamu mới, rất muốn cho bạn chiêm ngưỡng đấy. Vừa phút trước còn hí hửng vì được đi dạo, giờ Bạch Tuyết bị treo dây nằm bẹp bên ngoài hiên nhà Maso. Đang chơi vui thì Shin nhớ ra mình chưa ăn quà vặt, cậu lại vội vàng kéo Bạch Tuyết về nhà, ăn cho cô bi nhồm nhoàm. Sau khi nạp thừa 120% công lực, cu cậu tốc biến đến nhà Maso chơi tiếp, quên cả lời dặn của mẹ luôn. Cuối cùng thì người dắt Bạch Tuyết đi dạo lại là mẹ và Hima. Vừa ra khỏi cổng thì gặp bác hàng xóm, bác xoa đầu khen Bạch Tuyết, xong lại kéo mẹ vào buôn dưa lê. Không để ý nên dây tuột ra, Bạch Tuyết được thả tự do. Cậu hí hửng ngắm hoa ngắm chim, phấn khích quá tí nữa thì bị xe tông. Sau 46 phút 32 giây, quay trở lại vẫn thấy mẹ và bác hàng xóm đang buôn chuyện. Họ chỉ kết thúc khi hay tin, hôm nay siêu thị giảm giá 10% cho đơn hàng thanh toán bằng điện thoại di động. Mẹ vội vàng chạy về kêu Shin chuẩn bị vào việc ngay. Xế chiều bố thong thả đi về nhà, hôm nay không phải tăng ca thật sướng quá đi. Thấy cửa khóa bố vòng ra vườn, lắc lắc Bạch Tuyết để lấy chìa khóa phụ. Chợt bố nhớ đến tin nhắn lúc trưa của mẹ. Mẹ phàn nàn chuyện Shin lại bỏ bê không dắt thú cưng đi dạo, yêu cầu bố mắng cu cậu một trận. Thấy vẫn còn sớm nên bố quyết định bù đắp cho Bạch Tuyết. Có vẻ hôm nay cậu cún đi cũng đủ rồi đấy. Tại siêu thị, hai mẹ con thú nhận rằng mình chẳng cho Bạch Tuyết đi dạo đàng hoàng gì cả. Giống nhau như này thì sao mà răn đe được thằng con nên mẹ Mise ơi.
Bên này bố và Bạch Tuyết đang đi dạo phố, thấy hàng thịt gà nướng yakitori, bố liền xả vào luôn. Mà sau của mẹ đi ngang qua, thấy Bạch Tuyết thì sững người. Sau này Bạch Tuyết được đi dạo nhiều thế nhỉ? Vừa mua thịt nướng xong thì mấy mẹ con cũng xuất hiện. Câu hỏi lớn của bố bây giờ là, rốt cuộc Bạch Tuyết đã được đi dạo chưa vậy? Ai, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của cậu cún mà. Thôi không sao, nay đi nhiều thì mai nghỉ khỏe là được. Bố mẹ lập tức chỉnh đốn ông con ngay, chỉ bàn lui là nhanh thôi. Tập phim Bạch Tuyết biến thành cái quần. Mới sáng sớm Bạch Tuyết đã sủa inh ỏi, hóa ra là cậu ấy muốn được đi dạo. Mẹ gọi và nhắc ông cháu, nhưng Jin còn đang bận ăn khoai lang nướng. Chờ tí. Chờ cậu nhận ra, đây không phải là quần xịp Action Kamen. Mẹ bối rối bảo chưa giặt kịp. Đúng hôm Jin đang có tâm trạng mặc quần Action mới đen chứ. Cậu nhất quyết không đàm phán với mẹ, chạy loanh quanh khắp phòng để không mặc quần. Cuối cùng bay ra khỏi cửa sổ và đâm sầm vào Bạch Tuyết. May quá không có tai nạn xảy ra, cơ mà sao cậu cuốn lại gắn vào mông Jin thế này? Đúng hơn là đã bị biến thành một cái quần. Mẹ cảm thấy khó hiểu, chuyện lạ đời này xảy ra kiểu gì vậy ta? Jin ngại ngùng vì bị soi mông, nhưng mẹ sao Bạch Tuyết chứ quan tâm mông của ông làm gì? Kéo thế nào cũng không ra được, Bạch Tuyết bị dung hợp với quần rồi. Mẹ nhất quyết bắt cậu mặc quần mới cho ra ngoài, nhưng Bạch Tuyết khó thở lắm. Đừng lo, Jin đã nghĩ ra cách. Mặc quần Bạch Tuyết ở ngoài cùng là giải quyết được vấn đề rồi. Rồi, mốt của Superman đấy. Chưa bao giờ Jin và Bạch Tuyết thấy việc đi dạo thú vị như thế này, nhẹ hết cả người. Đột nhiên cu cậu lên cơn buồn tè, định xử lý luôn ở cột điện, nhưng Bạch Tuyết nhất định kéo đến công viên dùng nhà vệ sinh công cộng. Ngay cả quần Bạch Tuyết cũng đi tè được luôn, ghê thật. Sau sự kiện này, Jin cảm thấy tình anh em với cậu cún như được gắn kết thêm. Bỗng có một chị gái đang loay hoay gọi mãi Candy Chan ơi. Này chị gái, nếu chị đang tìm một đứa trẻ 5 tuổi ngọt như Candy thì chị tìm đúng người rồi đấy. À không, chị đang tìm con mèo tên Candy ấy mà. Bỗng có tiếng kêu từ bụi cây, con mèo đây rồi, nhưng nó to như con sư tử ấy. Một tiếng mèo của nó cũng khiến trời đất rung chuyển. Để bắt lại con mèo, Bạch Tuyết vội vàng đuổi theo, do quá nặng nên nó không thể nhảy qua tường, phải trốn chui trong mấy lùm cây. Bạch Tuyết kéo Jin vào cùng, cậu ta còn ngậm cả một con chim vào miệng. Lên bờ tường, hai anh em mắc phải cành cây nên Bạch Tuyết đi còn Jin ở lại. Cậu cún bay lên trước và trùm vào mặt con mèo. Khi cả hai chuẩn bị đâm vào tường, Bạch Tuyết đã thổi phồng căng cơ thể lên, kết quả là con mèo kiệt sức nằm chịu trận, còn Bạch Tuyết mệt mỏi lăn về phía Jin. Đến giờ cu cậu mới thả con chim ra. Nó tên là Negima. Chị gái cảm ơn mấy anh em rồi vui vẻ ôm mèo về. Chuyến đi dạo hôm nay làm được nhiều việc tốt quá. Đột nhiên Jin nhớ đến món khoai lang nướng mà cậu vừa ăn ban sáng, đếm ngược từ 5 về 1, quả bom siêu thối được phóng ra. Negima và Bạch Tuyết vội vàng thoát thân, nhờ đó mà cậu cún đã thoát khỏi chiếc quần. Hai anh em vui vẻ ôm lấy nhau, thôi giờ về nhà cả mẹ mong nhỉ. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp học truyện tranh nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!